Kem chống nắng mạnh bá đạo chấp tất cả các loại treatment chính là ngôi sao sáng L'Oreal Invisible Fluid bản mới nhất nhãn đỏ nha. PPD 46 cực khủng, tương đương với La Roche-Posay Saka bản cũ hay còn gọi là UV Moon 400 bản mới, mà kết cấu ở trên da đã hơn rất là nhiều. Mọi người tuyệt đối đừng nhầm lẫn với cả bốn cái loại cũ này nha. Ai cũng khen nhưng mà riêng mình chê, cực chê. Kết cấu của cả bốn cái loại này khi đi lên da nó cứ dày dày bì bì và dính dính dây ra khẩu trang rất là nhiều. Nhất là cái dòng Mask and Fresh này được quảng cáo là kiềm dầu thoáng mịn nhưng mà lên da của mình cực kỳ bết, dùng rất là khó chịu luôn. Dòng mới nhất này là dạng fluid có kết cấu khác hẳn so với bốn loại cũ và với khả năng chống nắng cực kỳ khủng. Thì mình sẽ so sánh cùng với La Roche-Posay UV Moon 400 cho mọi người dễ hiểu nha. Điểm chung của cả hai sản phẩm này đó chính là đều không nâng tông và có cồn. Kết cấu La Roche-Posay UV Moon 400 thì lỏng hơn, màu vàng nhạt, thoa đủ lượng thì cực kỳ bết, rất là khó thấm vào da. Khả năng kiềm dầu cực kỳ kém và sau tầm 30 phút đến 1 tiếng thì dầu sẽ tiết ra cả mặt. Da xỉn đi, vừa bóng vừa bết, vừa vàng vàng và dính ra khẩu trang rất là nhiều. Sản phẩm này thực sự chỉ phù hợp đối với những bạn nào có làn da thiên khô cho đến da khô nhiều. Kết cấu L'Oreal Invisible Fluid màu trắng, thoa đủ lượng thì sẽ hơi bóng. Sau khoảng tầm 30 phút thì set xuống và chỉ để lại cảm giác hơi ẩm rất là nhẹ ở trên da. Không nâng tông, không vàng da, không hề có cảm giác bì bì hay là nặng mặt. Đấy, La Roche-Posay Invisible Fluid này, không hề cắt ghép nha. Để làm cái độ ẩm rất là nhẹ nha. Còn bên này thì nó bóng nhẫy. Đó. Rất là phù hợp đối với những bạn nào có làn da thường cho đến da thiên dầu. Còn da rất là nhiều dầu thì mình nghĩ rằng vẫn không ăn thua. Tổng quan mình chấm sản phẩm này là 8 điểm rưỡi trên 10. Mình nghĩ rằng đây sẽ là một chiến binh rất là mạnh trong làng kem chống nắng.